Có một thời giai đoạn khá dài gia đình không phải là nơi mà xã hội tiên tiến dựa vào. Nhưng mẹ tôi đã thành công trong việc giữ được các con trong vòng tay của mình, để các con không bị các chiều hướng ngoài xã hội kéo đi mất. Là cách mở đầu câu chuyện vừa gần gũi, lại tự hào mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy thường bắt đầu khi nói về gia đình của mình. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy là con trai út của cố giáo sư Nguyễn Văn Huyên và bà Vi Kim Ngọc. Trước ông Huy còn có ba người chị gái là Nguyễn Kim Nữ Hạnh, Nguyễn Kim Nữ Hiếu và Nguyễn Kim Bích Hà. Sinh ra trong giai đoạn có nhiều chuyển biến về xã hội, vì thế cuộc đời của các thành viên trong gia đình Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy cũng gặp không ít biến cố. Nhưng nếp nhà vẫn giữ được bởi có một người mẹ là cụ bà Vi Kim Ngọc. Cái nền tảng của gia đình mà bà đã xây đắp suốt từ năm 36 cho đến khi bà qua đời năm 1988 thì chúng tôi tiếp nối lấy cái nền tảng đó để mà xây dựng một cái gia đình thật sự hòa thuận. Và chính vì thế mà anh chị em của chúng tôi thì sống với nhau rất là hòa thuận, không có một cái gì về tranh chấp, không có một cái gì về lăn tăn trong cái gọi là tài sản, cái gọi là riêng tư gì, mọi người đều chia sẻ với nhau. Đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau là điều đã được bà Vi Kim Ngọc, phu nhân giáo sư Nguyễn Văn Huyên chỉn chu rèn cặp con cái. Với bà thì trai gái, dâu rể đều là con, cho nên phải được hưởng sự đối xử công bằng, bình đẳng để khỏi so bì ghen tị. Từ cái ăn, uống rồi đi lại, ăn mặc quần áo rồi ra đường hoặc tiếp khách với tất cả mọi người ấy, thì nói chung tức là đối nhân xử thế thì bà dạy rất là kỹ. Bảo tàng gia đình được ông Nguyễn Văn Huy xây dựng từ năm 2014 với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những tư liệu quý giá về gia đình. Hơn thế nữa còn là nơi con cháu tìm về, noi theo những thế hệ đi trước. Cái bảo tàng Nguyễn Văn Huyên để mà chúng tôi làm thế nào để cho các con, các cháu ở trong gia đình hiểu được cái truyền thống của gia đình và từ đó giữ gìn cái truyền thống đó ở trước hết ở trong gia đình. Và từ trong gia đình đấy thì chúng tôi cũng mong muốn là cái bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được mở ra mà mọi người trong xã hội hiểu thêm về một cái câu chuyện của một gia đình. Và nếu mà tốt được thì mọi người có thể học được từ đấy những các cái câu chuyện nó rất là bổ ích để mà xây dựng một cái gia đình nó thật sự là ấm cúng và thật sự là đoàn kết, thật sự là yêu thương lẫn nhau. Phải có một cái tình yêu rất là nặng, một tình yêu mà lại rất là cụ thể, mà ông bà trân trọng cái gia đình của mình, trân trọng các cái thành viên, tức là mỗi thành viên gia đình trân trọng cái những người thân của mình lẫn cái truyền thống gia đình của mình. Nếu đã xây dựng được nền nếp gia đình, các thành viên sẽ đứng vững trước ngọn gió phong ba bão táp của xã hội. Đó luôn là phương châm bất di bất dịch trong đại gia đình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy. Và truyền thống vững vàng mà gia đình ông có được ngày hôm nay, một phần được xây dựng từ nếp nhà mà những thế hệ đi trước gìn giữ truyền lại.